Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji sáng nay điều chỉnh giá vàng miếng tăng 300.000 đồng chiều mua vào và 250.000 đồng chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua, lần lượt lên 50,02 triệu và 50,35 triệu một lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC nâng thêm 180.000 đến 230.000 đồng một lượng. Giá mua vào đang niêm yết tại mức 49,93 triệu và bán ra 50,33 triệu một lượng, tiếp tục lập đỉnh mới của thị trường kim loại quý trong nước. Đại diện công ty vàng bạc đá quý SJC cho biết giá vàng lên cao nhưng giao dịch trong nước tương đối trầm lắng. Một số khách hàng đến bán chốt lời nhưng nhìn chung số lượng lui tới các trung tâm vàng bạc của doanh nghiệp này không đột biến so với những tháng trước. Trả lời chất vấn liên quan đến việc chậm trễ trong xử lý sai phạm tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà trong phiên chất vấn sáng nay ngày 8 tháng 7 tại Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho biết hiện vẫn chưa tìm được nhà thầu đáp ứng yêu cầu để thực hiện việc tháo dỡ. Theo ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc chậm trễ trong xử lý sai phạm liên quan đến dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, đây là một công trình lớn nên trước khi cưỡng chế cần rà soát lại các văn bản để đảm bảo tính pháp lý. Thứ hai là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đồng thời chủ đầu tư cũng đang kiện Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc thực hiện cưỡng chế. Trong lúc tòa án đang thụ lý vụ án, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng các ban ngành đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ để ra tòa, song song đó giao Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thực hiện các kế hoạch tháo dỡ, cưỡng chế. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện đấu thầu nhưng các đơn vị tham gia đều không đạt yêu cầu. Hiện Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đang thực hiện đấu thầu lần 2 nhằm tìm được đơn vị đáp ứng đủ các yêu cầu để cưỡng chế, tháo dỡ sai phạm tại dự án. Thưa quý vị, sau phố đi bộ ở đường Bùi Viện và Nguyễn Huệ quận 1, sắp tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm phố đi bộ thứ 3 nằm trên địa bàn quận 10. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ ẩm thực mua sắm ở quận 10 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý, dự kiến hoạt động trong tháng 9. Dự kiến phố đi bộ này nằm trên đường Nguyễn Tri Phương quận 10 sẽ được bố trí 48 gian hàng ẩm thực, đồ lưu niệm sẽ hoạt động vào ban đêm. Hiện đề án thành lập phố đi bộ ẩm thực đã được Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý. Sắp tới Ủy ban Nhân dân quận 10 sẽ làm cổng chào, điện nước cho phố đi bộ này. Theo Ủy ban Nhân dân quận 10, phố đi bộ sẽ góp phần tạo không gian vui chơi, mua sắm cho người dân. Đồng thời các gian hàng tại phố đi bộ sẽ không kinh doanh đồ uống có cồn để đảm bảo an ninh trật tự. Thời gian tới quận sẽ xét duyệt những người được kinh doanh tại phố đi bộ này. Trong đó sẽ ưu tiên cho người có hoàn cảnh khó khăn nhằm tăng thêm thu nhập. Phố đi bộ bắt đầu từ ngã ba Nguyễn Lâm Bà Hạc đến Nguyễn Lâm Nhật Tảo có chiều dài hơn 100 mét. Thưa quý vị, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo về tình trạng mưa dông lên mức cam trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này, trong bối cảnh những trận mưa to được dự báo sẽ xuất hiện tại những khu vực rộng lớn. Hệ thống cảnh báo thời tiết có mức cao nhất là màu đỏ, tiếp đến là màu vàng, màu cam, màu vàng và màu xanh. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã kéo theo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Vũ Hán, thành phố từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Mực nước tại trạm thủy văn Hán Khẩu tại đây đã lên mức báo động 27,3 m, trong khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 50.000 tới 53.000 mét khối mỗi giây. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ đêm mùng 7 tháng 7 đến đêm mùng 8 tháng 7, tại các tỉnh như Hồ Bắc, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây và Chiết Giang sẽ có dông và mưa to. Trong đó, một số khu vực ở Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy sẽ có lượng mưa trong ngày lên tới 280mm kèm theo dông và gió mạnh. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo các chính quyền địa phương cần tiếp tục cảnh giác với nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất. Đợt mưa lũ bất thường đang diễn ra ở Trung Quốc đến nay gây thiệt hại kinh tế ước tính 6 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, bên cạnh việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những vướng mắc bất cập và giải pháp trong việc thi hành những bản án liên quan đến dự án lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, vụ án sân vận động Chi Lăng nhận được nhiều ý kiến đại biểu quan tâm. Thời gian qua, dư luận thành phố Đà Nẵng quan tâm đến chủ trương của thành phố đối với 3 dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Từ đó đặt câu hỏi, tại sao Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý xét xử vụ án xong lại giao cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thu hồi tài sản? Người mua nhà đất tại 3 dự án liên quan đến Phan Văn Vũ thì sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào? Khi Ủy ban thành phố thu hồi đất để thi hành án theo cái bản án tòa đã tuyên. Vấn đề đặt ra thì Ủy ban thành phố lấy tiền đâu mà để thi hành các bản án đó? Ý kiến khác cũng nêu rõ,
Trong bản án xét xử vụ Phan Văn Anh Vũ có nêu, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 hectare, khu đô thị quốc tế Đa Phước theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại dự án này. Nhưng thực chất, tài sản của công ty Đa Phước và nhiều công ty khác hiện diện trên khu đất 29 hectare không được đề cập trong phán quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Do đó, việc giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thu hồi khu đất này là không khả thi. Đại biểu cho biết, phán quyết này gây sự bất an cho hàng trăm hộ dân đang sinh sống ổn định tại dự án và nhiều đối tác đầu tư vào dự án, lo ngại sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, ảnh hưởng an sinh xã hội khi tiến hành thi hành án. Tôi thiết nghĩ rằng Hội đồng Nhân dân thành phố với các vị đại biểu Quốc hội, đơn vị Đà Nẵng cần có tiếng nói với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương để tháo gỡ vấn đề này nhằm đảm bảo phán quyết của tòa án được thực thi và làm sao đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho công dân và những nhà đầu tư tại dự án. Nhiều đại biểu cũng tham gia thảo luận về tình hình phòng chống tội phạm về ma túy, chính sách xã hội hóa đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, việc sử dụng tài sản công, việc triển khai chương trình 50 3 có 4 an và thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính. Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 7, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã đột kích một kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Kho hàng lậu này hoạt động khoảng 2 năm nay và chỉ được phát hiện cách đây 6 tháng. Một chuyên án đặc biệt được lực lượng này lập ra và dùng nhiều biện pháp điều tra để theo dõi, truy tìm đường đi của việc nhập hàng, xuất hàng. Gần 100 cảnh sát cơ động và lực lượng Tổng cục Quản lý Thị trường đã ập vào kho hàng có địa chỉ tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai. Tại thời điểm kiểm tra, 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook như Thảo Trần, giày đồng giá. Các mặt hàng tại kho này đều là giày dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như LV, Gucci, Chanel, Adidas. Có bài live stream 2 tiếng, 3 tiếng. Nó sẽ có 2 ca, 1 ca trưa, 1 ca tối. 8 giờ. 12 giờ và 8 giờ tối à? Chị ơi, hôm nay mình có đặt bên live ở bên em được mấy cái túi không chị? Các bạn chị có đấy hết không? Mình để chọn ạ. À. Chị có 7 mã chị ơi. 100 đến 200 đơn hàng một ngày là số đơn hàng chốt tối thiểu tại kho hàng lậu này. Theo khai nhận ban đầu của các nhân viên, sau khi livestream bán hàng thì các đơn hàng này sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn bằng phần mềm chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Sau đó chúng được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát lớn như Viettel Post. Hàng trăm nghìn sản phẩm hàng giả, hàng lậu được đưa ra thị trường một cách chót lọt trong suốt 2 năm qua. Hoạt động rất là tinh vi. Thứ nhất là sử dụng live stream, tổ chức một cái số lượng live stream rất lớn đấy, vào những cái buổi tối hoặc là những cái giờ nhàn rỗi để là gì tiếp nhận được nhiều khách hàng trên toàn quốc với cái lời quảng cáo là hàng hóa mua từ Quảng Châu Trung Quốc và bán buôn trên toàn diện lãnh thổ Việt Nam. Chủ của kho hàng hiện là Trần Thành Phú, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai, cùng em gái của mình điều hành kho hàng. Tổng cục Quản lý Thị trường đánh giá đây là hoạt động có đường dây, ổ nhóm, được bố trí chuyên nghiệp, tổ chức thành các nhóm chuyên môn hóa từng khâu. Đối với cả các cái mô hình thương mại điện tử như vậy thì để mà xác định được đối tượng chủ mưu, xác định được cái mô hình kinh doanh, phương thức hoạt động cũng như là đặc biệt là phát hiện được kho hàng của đối tượng thì rất là khó khăn. Bởi vì là giữa người mua và người bán là không gặp mặt trực tiếp nhau. Tất cả các đơn hàng đều được chốt thông qua các hình thức livestream ở trên mạng Internet. Hiện toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và kiểm đếm, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Việt Nam chưa có khả năng phát minh ra được các loại thuốc mới. Vì vậy, để người dân tiếp cận được các loại biệt dược gốc giá thành thấp, thì việc tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu là một hướng đi hiệu quả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu tạo được điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất dược nghiên cứu phát minh ở Việt Nam, thì giá biệt dược gốc sẽ giảm đáng kể.
Tại cuộc đối thoại về tiềm năng ngành dược Việt Nam, các chuyên gia cho biết hiện tỷ lệ sử dụng thuốc phát minh hay còn gọi là biệt dược gốc ở Việt Nam rất hạn chế bởi giá thành của các loại thuốc này quá đắt so với thu nhập đầu người. Hầu hết số lượng thuốc được sử dụng trong điều trị chỉ là thuốc generic, tức là thuốc đã hết hạn bản quyền. Các chuyên gia y tế Việt Nam cũng nhận định nếu chờ hết hạn bảo hộ, chúng ta mới được tiếp cận thì quá chậm. Vì vậy, việc phát triển ngành dược mũi nhọn ngay trong nước là yếu tố vô cùng quan trọng, nhất là khi Việt Nam đã tham gia Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Rõ ràng là trong giai đoạn 20 đến 25 năm mà thuốc phát minh đang được độc quyền theo các cái hiệp định quốc tế mà chúng ta cũng đã tham gia, thì trong trường hợp ấy, nếu sản xuất ở Việt Nam và giá rẻ hơn, nếu người dân được tiếp cận với cái giá đó thì vẫn tốt hơn là chúng ta phải đi nhập thuốc phát minh ở cái nước rất phát triển. Các công ty dược phát minh không chỉ bán thuốc mà họ còn đóng góp nhiều cho ngành dược Việt Nam trên thị trường thế giới như thử nghiệm lâm sàng, đẩy mạnh sản xuất thuốc biệt dược gốc và quan trọng hơn hết là tăng tính tiếp cận của người dân với thuốc thế hệ mới. Thống kê về tình hình sử dụng biệt dược gốc ở Việt Nam cho thấy, trong vòng 5 năm qua, Việt Nam mới chỉ tiếp cận được 7 loại dược phát minh, trong khi thế giới đã lên tới hàng trăm loại. Theo thống kê, từ năm 2014 đến năm 2019, thế giới đã có tới 166 hoạt chất dược phẩm mới được tung ra thị trường, trong khi Việt Nam chỉ có 7 loại dược phẩm mới. Điều này cho thấy độ trễ nhất định trong khả năng tiếp cận thuốc thế hệ mới của người bệnh. Và chúng tôi mong muốn có những chính sách tháo gỡ cho ngành dược Việt Nam để giảm bớt gánh nặng của dược phát minh với người bệnh. Trong những năm qua, việc đấu thầu tập trung đã phần nào giảm được giá thành của các loại thuốc. Tuy nhiên, chưa thể giải quyết được câu chuyện người dân tiếp cận với thuốc thế hệ mới giá rẻ. Phần lớn các loại thuốc này khi nhập vào thị trường Việt Nam và đến tay người dùng đều ở mức cắt cổ. Và người bệnh nghèo thì có mơ cả đời cũng không dám dùng. Thưa quý vị, câu chuyện đặt tên con là vấn đề mà người Việt đều coi trọng, nhất là trong xã hội hiện đại như bây giờ. Bởi lẽ cái tên không chỉ gắn với cuộc đời, số phận của một con người, mà còn mang theo những kỳ vọng của cha mẹ dành cho con. Vì thế mà nhiều ông bố, bà mẹ không tiếc công sức nghĩ ra những cái tên độc lạ, dài, thậm chí là gắn cả tên thần tượng mà mình yêu thích vào tên của con cái. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 7 tới đây, một thông tư do Bộ Tư pháp ban hành chính thức có hiệu lực đưa ra quy định đặt tên con không quá dài, khó sử dụng. Vậy cần hiểu việc này như thế nào, nên đặt tên con ra sao để vừa ý nghĩa vừa đúng theo quy định của pháp luật. Trong tiểu mục chuyện tối nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Nguyễn Hùng Vĩ, chuyên gia văn hóa, để chia sẻ rõ hơn nội dung này. Xin cảm ơn ông Vĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào. Vâng, thưa ông Vĩ, việc đặt tên con luôn được người Việt quan trọng. Và ngày xưa thì cái việc đặt tên con như thế nào và đến ngày nay thì có cái sự thay đổi như thế nào? Theo nghiên cứu của ông. Chúng ta chỉ cần quan sát danh sách của các sinh viên, cái thế hệ trước 75 và thế hệ sau 75, thì chúng ta đã nhìn ra cái sự khác nhau đó. Thế hệ trước 75 đấy, thì vì sinh viên là khắp các vùng miền tập hợp vào một trường đại học, cho nên ở đó chúng tôi gặp những cái tên rất chi là quê mùa. Đấy, nó lạ tai lắm. Lệnh đốp, chắc, rồi chút, rồi chít, rồi cốc, chén, bàn, nhiều. Nhưng mà sau 75, đấy, cho đến gần đây đấy, chúng ta thấy hình như là những cái tên quê quê đó mất dần và không còn nữa. Đấy. Và gia tăng vào đó là những cái tên nhiều chữ hơn, đến 4 chữ, thậm chí thi thoảng có tên 5 chữ đã xuất hiện. Còn mà gần đây nữa thì chúng ta bắt đầu có những tên mang yếu tố nước ngoài, như là Misa, như là Misen, như là Linda, thì bắt đầu xuất hiện ở trong danh sách các sinh viên. Thì chỉ riêng một đoạn ngắn như vậy thôi thì người ta đã thấy nó vận động. Còn về xa xưa từ thời phong kiến, nó vận động trong lịch sử thế nào thì đó là một câu chuyện rất chi là dài. Vâng, có thể nói là cái tên ngày nay thì một là đã có thêm nhiều những cái ý tưởng hơn, cũng như là có thể gọi nôm na là nghe kêu hơn ngày xưa, đúng không ạ? Vâng, thời gian qua thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp dở khóc dở cười là bởi những cái tên quá dài, hoặc là những cái tên quá là kỳ lạ, cũng như là những cái tên có tiếng nước ngoài khiến cho người đọc rất là khó trong việc phát âm. Ông nghĩ sao về những trường hợp như thế này ạ? Trước hết là nó bất tiện. Thế hệ chúng tôi là thế hệ chống Mỹ. Cho nên là từ cái thời chống Mỹ đã có một câu chuyện cười mà đưa thành một cái bầy tấu để đọc.
là có một cô người yêu mà tên dài quá, cho nên là cái anh bộ đội này gửi thư không bao giờ đến được. Cô có tên là Công Tằng Tôn Thị Nữ Ngân Hoa, công nhân tạm tuyển lắp ghép ổ gà hạt 7 cung 3 ti giao thông Hà Tĩnh. Thế là cái phong bì không thể nào viết được, cho anh ta viết chữ Hà Tĩnh vào sau, người ta đọc người ta trả thư lại. Câu chuyện để muốn nói là nó có những rất bất tiện khi chúng ta gửi thư rồi chúng ta làm các việc khác, đặc biệt là chúng ta khai cả cái hình thức lý lịch hoặc ấy, thì nó bất tiện. Thì trước hết đó là sự bất tiện. Vâng, đúng là trước hết nó là sự bất tiện cho cả người được đặt tên lẫn cả người gọi tên, đúng không ạ? Và trở lại với thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 tới đây, thì thông tư đưa ra hướng dẫn về việc đặt tên phù hợp, ngắn gọn, có ý nghĩa là điều cần thiết. Ông nghĩ sao về thông tư này và như thế nào thì được coi là một cái tên quá dài ạ? Trước hết là cái sự đặc biệt của tên. Đấy. Đặt tên là để khu biệt, nhưng đồng thời đặt tên ấy cũng là để cố kết cái cộng đồng. Đấy. Đồng thời là đặt tên là để hướng đến một khát vọng nào đó, một cái ý định nào đó cho con người. Nhưng thế này này, trong cái quản lý xã hội đấy, hoặc cái trong giao tiếp bình thường thôi, thì nếu mà cái tên đặc dị quá thì nó sẽ đưa lại cho người được mang tên đấy những cái bất tiện, những cái mà không như ý muốn của người ta. Bởi vì thường đặt tên là bố mẹ đặt tên cho con cái. Làm gì có ai được tự chọn tên cho mình. Vâng. Khi đó thì con cái đứng quá nhỏ, thì vì một ý thích của bố mẹ mà sau này con mang cái tên đó, có thể là bạn bè trêu chọc này, có thể nó dị biệt đến mức là con người đó trở thành cá biệt trong một cộng đồng. Thế thì khi bố mẹ khi đó không nghĩ cho người con đang phải chịu những áp lực gì của chính bản thân xã hội, sự giao tiếp cộng đồng. Cho nên là ví dụ như là cái trụ cột đấy, của UNESCO về giáo dục chẳng hạn, tức là học là để chung sống. Thế là mình bắt đầu là đã đẩy con mình vào cái sự chung sống, nó bị gặp trắc trở ngay từ đầu. Vâng. Cho nên không nên. Cho nên là còn nhiều cái vấn đề đặt tên khác. Như vấn đề là ở Hà Tây có một vùng là chuyên môn dùng tên bố để làm họ. Đấy. Thế là đến khi làm lý lịch, đi xuất khẩu lao động, đi học, đi hành, đi tất cả thứ rất là khó khăn. Thế thì chúng tôi giải quyết bằng cách là vận động nhân dân là trở lại một cái chung của người Việt, là tên họ là tên họ chứ không dùng tên bố nữa. Bởi vì là để chúng ta hòa nhập được thuận tiện hơn. Trước hết là thuận tiện cho chính mình, sau là thuận tiện cho cơ quan quản lý. Bởi vậy, theo tôi rằng cần một quy định, những quy định đó giàu cái tính khuyến khích, để thứ nhất đảm bảo cái thuần phong mỹ tục, thứ hai là đảm bảo cái quyền lợi của cá nhân, và thứ ba là quyền lợi cộng đồng, để nó thuận tiện trong cuộc sống hiện đại là rất cần thiết. Vâng. Đúng là ngày xưa lúc mà tôi đi học thì có những cái tên mà nếu như đặc biệt thì người ta sẽ rất là dễ nhớ. Nhưng những cái tên quá dị biệt thì bạn bè sẽ trêu cười rồi trêu chọc, làm cho bạn ấy cảm thấy là mình bị tách biệt khỏi với cộng đồng. Vậy thì theo cái thông tư này thì một cái tên như thế nào, có bao nhiêu âm tiết, có bao nhiêu từ thì sẽ được là một cái tên nằm trong quy chuẩn ạ? Chúng ta tính cái trung bình thôi. Thì trước hết là chúng tôi thấy là tên chúng ta gồm có là họ, tên lót, tên đệm và tên chính thức. Thì chúng ta có thể từ 2 âm tiết cùng lắm đến 5 âm tiết, mà rút xuống 4 âm tiết thì càng tốt. Tại sao chúng ta lại không quá dài? Vì tiếng Việt là thứ tiếng nói là người ta sắp các từ với nhau. Nếu chúng ta để một chuỗi 5, 7 âm tiết ấy, nhiều khi nó tạo thành câu. Chắc là lúc này thì đang có người theo dõi chương trình truyền hình và đã thấy ông ở trên sóng ạ, nên là đã gọi điện hỏi thăm ạ. Vâng, tại các quốc gia trên thế giới thì họ thường đặt tên con cái như thế nào ạ? Có bao nhiêu âm tiết, nó có quy định rõ ràng như là trong thông tư này hay không ạ? Ở các nước trên thế giới thì tùy từng ngôn ngữ, tùy từng phong tục tập quán, và người ta có những cách đặt tên khác nhau.
Cũng có thể là có những cái quốc gia đấy, tên họ dài một cách mênh mông. Đấy. Có những quốc gia thì tên rất ngắn, nhưng người ta xử lý bằng cách là người ta rút gọn. Ví dụ một tên dài người ta gọi một cách rút gọn cái tên đó theo một cái dạng ký tự nào đó để nó thuận lợi. Và người ta thường khuyến khích sự đơn giản là chính. Vâng. Và là một ngành nghiên cứu văn hóa thì ông có lời khuyên như thế nào để các bậc cha, bậc làm cha làm mẹ đặt tên cho con vừa có ý nghĩa mà lại vừa phù hợp với cả thông tư này hay không ạ? Theo tôi là chúng ta hướng tới thứ nhất là sự đẹp đẽ trong tên gọi, đẹp đẽ, sang trọng, có ý nghĩa, âm vang. Thứ hai là chúng ta sống trong một cộng đồng, chúng ta theo cái thuần phong mỹ tục mà được đa số những người khác người ta làm thì chúng ta làm theo như vậy để thuận tiện chung cho một tổng thể. Và thứ ba là chúng ta cần khu biệt thì tiếng Việt đủ giàu, đủ đẹp và đủ sự khu biệt để chúng ta đặt tên bằng tiếng Việt cho nó tốt, cho nó đẹp và đặt tên là ký gửi tất cả những cái gì của mình cho đứa con và cho thế hệ tương lai. Cho nên chúng ta cần thiết như vậy. Vâng, ngày nay thì cũng có những ý kiến cho rằng là chúng ta đang bước vào cái giai đoạn hội nhập và sau này thì các công dân trẻ sẽ đi ra ngoài thế giới và sẽ có giao lưu với cả những người nước ngoài. Vậy thì việc đặt tên bằng tiếng nước ngoài cũng rất là cần thiết. Theo ông thì nên xử lý những cái trường hợp này như thế nào? Nên đưa nó vào trong giấy khai sinh hay là nên đặt một cái tên riêng ở bên ngoài là tên bằng tiếng nước ngoài để người nước ngoài dễ trong việc giao tiếp hơn ạ? Cái việc mà có yếu tố nước ngoài đấy thì có thể nói cổ xưa đầu tiên là các cái cư dân vào các tôn giáo nhập nội, người ta đặt theo tên thánh, người ta đặt theo các dòng họ quý tộc, thậm chí người ta đặt theo là cha đỡ đầu, họ của cha đỡ đầu. Và những người đi có thể họ đặt tên đất nơi mà người ta sinh ra có yếu tố nước ngoài. Nhưng mà cái này nó có một sự bất tiện. Sự bất tiện thứ nhất ấy là chúng ta tiếp xúc với quá nhiều ngôn ngữ. Thế là giữa ký tự của chúng ta và cách đọc tên ấy, tiếng Ả Rập đọc thế nào, tiếng Hàn Quốc đọc thế nào, tiếng Nhật thế nào, tiếng Anh, Nga, Đức chúng ta đọc thế nào thì là rất chỉ là khó. Cho nên là chúng ta tôn trọng cái quyền của người đặt tên, nhưng mà nên chọn, khi mà đặt tên nước ngoài chọn ít âm tiết, và khi chuyển sang quốc ngữ đấy hoặc là chuyển sang ngay cái tiếng Latin của họ thì rành mạch và dễ đọc. Vâng, dễ đọc và dễ viết. Dễ viết.